Trời ơi, cảnh quê đẹp như vậy, thanh bình như vậy mà người ta rủ về quê không chịu về, giận dễ sợ. Anh Sang, chờ em với. Ủa, sao nó không về mà theo tôi chi vậy? Thôi mà, đừng giận em nữa mà. Nha. Nói giỡn thôi, hết giận rồi. Quay nữa, chóng mặt rồi té xuống ruộng vậy. Thích quá à. Em không ngờ bữa anh đẹp như vậy đó. Đó, anh rủ em về hoài mà em không về. Giờ về thấy thích chưa? Dạ, thích quá trời luôn vậy đó. Ủa, hình như là người ta đang bắt ốc phải không anh? Ừ, đúng rồi. Vậy hai đứa mình sẽ bắt ốc đi. Mình đi em. Dạ.